Sáng nay, Ban tổ chức SEA Games 31 của tỉnh đã tổ chức hội nghị rà soát kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức môn karate tại SEA Games 31 tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức địa phương dự và chỉ đạo hội nghị. Tại SEA Games 31, tỉnh Ninh Bình sẽ đăng cai thi đấu môn karate diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 5 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Dự kiến sẽ có khoảng 280 vận động viên của 9 quốc gia trong khu vực sẽ tranh tài. Bên cạnh đó có số lượng lớn quan chức các đoàn thể thao quốc tế, trọng tài, đại biểu trong và ngoài nước tham dự sự kiện này. Đến nay, công tác chuẩn bị đang được triển khai đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra. Các sở ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, trong đó đã hoàn thành xây dựng kế hoạch, các phương án, chủ động phối hợp nhằm đảm bảo tốt thực hiện nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nêu kiến nghị đề xuất với Ban tổ chức SEA Games 31 của Trung ương và của tỉnh, tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ, kịp thời tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn nhấn mạnh, tổ chức thi đấu môn karate trong khuôn khổ SEA Games 31 là cơ hội để Ninh Bình quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh về kinh tế, văn hóa xã hội và các danh lam thắng cảnh đến bạn bè trong nước và quốc tế, là dịp để thể hiện hình ảnh đối ngoại của Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung. Do vậy, việc tổ chức phải đảm bảo trang trọng, đúng quy định, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế và khu vực. Đồng chí đề nghị các ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao trong thời gian tới, trong đó tập trung hoàn thành cải tạo một số hạng mục của nhà thi đấu thể dục thể thao, các phòng chức năng, thảm tập luyện và thi đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo nguồn điện, phương án đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, đón tiếp và bố trí nơi ăn ở sinh hoạt chu đáo cho các đoàn thể thao, chú trọng công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch COVID-19, xây dựng kịch bản lễ khai mạc ngắn gọn, trang trọng, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống đặc sắc của Ninh Bình, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm góp phần đảm bảo cho SEA Games 31 tại Ninh Bình diễn ra thành công tốt đẹp.